mà từ nãy giờ này nó chưa có sẹp đâu, gặp kem á là nó sẹp rồi đó. Cái này nó cái mức sẹp nó không có, cái mức sẹp nó rất là chắc trên cái độ chắc của cái độ chắc của cái độ chắc của cái bọt biển này, các bạn, cà phê bọt biển đó. Cái thức uống này nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà mình uống vô cái vị nó rất là rườm rà, nó đi từng chi tiết một, hút một cái là mình biết được cái vị cà phê nó gọi là nó bồng bềnh, nó sóng gió, nói chung là nó được luyện thành bọt rồi các bạn ơi. Đúng là cà phê bọt biển, thiệt là bọt biển đi chứ. Rất là cà phê, rất là sữa luôn. Hôm nay mình có ăn kèm với trái cây mâm xôi nè các bạn. Mâm xôi bỏ vô cà phê thử xem sao nha. Lỡ đâu cái món này nó ngon thì sao? Mâm xôi cộng với cà phê. Sao giống dữ. Rất là bất ngờ trên cái sự bất ngờ của cái cà phê, ngờ mà ngờ trên cái mức ngờ mà không có còn nghi ngờ là cái độ dở của cái này, mà chỉ ngờ là cái độ ngon nó quá sức là ngon luôn, nó ngon lắm. Bữa nào mình sẽ đánh thử cái nước muối, thử cái bọt muối, thử nó có béo không ha. Cái này cà phê đắng mà đắng ra nó béo, còn cái mặn thì đắng ra nó béo mặn, còn cái đắng thì đắng ra nó đắng béo. Hai cái vị mà mặn đắng béo mà cộng nhau là vị mặn đắng béo. Sắc quá ngon, ngon tuyệt vời nha các bạn. Không ngờ đơn giản như đang giỡn mà nó ngon. Nó ngon, nói chung là không có giỡn đâu, ngon rất là nghiêm túc. Tuy là mình biết là cà phê nhưng mà cà phê này là cà phê thoáng gió thổi bay. Cái bay đi cái mùi vị rồi, nó chỉ còn là cái béo của cái cà phê béo trên cái mức béo nhẹ nhàng thôi chứ không có béo mà béo. Nhìn tủ lạnh tưởng đồ chơi nhưng mà không có phải đồ chơi đâu, đồ này vừa chơi mà vừa ăn được, đổ sữa ra không được luôn á.